Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Không biết là kết quả đầu tư, kết quả giao dịch của anh chị trong phiên ngày hôm nay có tích cực hay không? Khi mà có rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường nó tăng rất mạnh, thậm chí là tăng trần. Ví dụ như nhóm dòng bất động sản và nhóm dòng đầu tư công, vật liệu xây dựng thì hôm nay có một phiên nó tăng điểm rất rõ nét, rất rõ rệt. Thì không biết là có anh chị em nào mua mới cổ phiếu nào hôm nay hay không? Hay là có anh chị em nào bán chốt lời cổ phiếu ở phiên ngày hôm nay hay không? Hay là anh chị em vẫn đang đứng ngoài, vẫn đang chờ thị trường nó hoạt động, nó tái tích lũy xong, lúc đó mới tham gia vào thị trường? Thì anh chị em cứ comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi, cùng thảo luận về diễn biến, về tình hình thị trường cũng như là kết quả đầu tư của anh chị trong những ngày gần đây anh chị em nhé. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường của chúng ta nó có một phiên tích cực hơn khá là nhiều so với ngày hôm qua, khi mà thanh khoản đến cuối phiên nó đạt khối lượng khoảng 585 triệu cổ phiếu. Tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận thì nó hơn khoảng 200 triệu cổ phiếu so với phiên ngày hôm qua, với giá trị là khoảng 9.800 tỷ đồng. Thì thị trường của chúng ta hôm nay, chỉ số VN-Index nó đóng cửa ở mức 1.048 điểm. Tương ứng với tỷ lệ là tăng 0,92%, ở mức tăng là 9,56 điểm. Trong đó thì có 326 cổ phiếu nó tăng điểm và chỉ có khoảng 97 cổ phiếu nó giảm điểm thôi. Và trong số 326 cổ phiếu tăng điểm này thì có vô số kể cổ phiếu nó tăng trần, tăng rất mạnh. Cụ thể đến từ nhóm dòng xây dựng, đầu tư công, nhóm dòng bất động sản như những cổ phiếu đất xanh, như DRH, như Hoàng Quân. Còn đầu tư công thì có LCG, có HHV, có VCG, có SCN hay KSB, cùng rất nhiều các cổ phiếu khác trên thị trường. Thì phiên ngày hôm nay nó có một phiên tương đối tích cực. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, trong số 97 cổ phiếu giảm điểm này thì cũng có một số cổ phiếu nó giảm khá là mạnh. Ví dụ như thằng STB hôm nay cũng bị nước ngoài bán ra khá là mạnh, bán ra khoảng gần 200 tỷ. Và thằng Novaland hôm nay cũng bị nước ngoài bán ra rất là mạnh, bán ra khoảng 72 tỷ. Và kết phiên thì nó giảm sàn với một phiên thanh khoản rất là lớn, lại tiếp tục nhốt nhà đầu tư tham gia mua đu bám, mua bắt đáy cổ phiếu này. Thì cũng xin được chia buồn với những anh chị em nào lỡ có mua cổ phiếu này ở phiên ngày hôm nay. Có thể phiên ngày hôm nay thì nó tương tự giống như ngày 22 tháng 11 năm 2022 này. Sau phiên giảm sàn cứu này thì nó phải khoảng 4-5 phiên nữa thì nó mới có cái đà hồi phục chính thức, và cũng hồi phục được khoảng 3-4 phiên, sau đó thì lại tiếp tục lại giảm. Thì đối với thằng Novaland này, nó khá là giống thằng CDO trước đây mà mình có chia sẻ cho anh chị em hồi 2017. Nó không khác gì thằng Novaland ở giai đoạn hiện tại cả, khi mà có những lúc cổ phiếu này nó tiến đến vùng 37, sau đó nó giảm về vùng 3 này, hồi phục được vài phiên, rồi tiếp tục lăn ra sàn và đi ngang cũng phải khoảng 3-4 năm, rồi nó mới bắt đầu hồi phục. Và tính đến thời điểm hiện tại thì nó còn hiện tại còn đang bị hạn chế giao dịch. Thì không biết là thời gian tới Novaland nó sẽ đi về đâu. Thì cũng phải xin chia buồn với những anh chị em mà hám rẻ, mà buông những cổ phiếu này. Hay một vài các cổ phiếu nó vẫn đang tiếp tục nó giảm mạnh, như là thằng EIB và một vài các cổ phiếu khác trên thị trường nó vẫn tiếp tục nó giảm. Thì trong phiên ngày hôm nay, nước ngoài quay ra bán dòng rất mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà tập trung vào bán dòng các cổ phiếu như STB, như Novaland, như Đất Xanh, như VIX, như VND hay SSI và Vinhome, cùng rất nhiều các cổ phiếu khác trên thị trường. Và phiên ngày hôm nay, trong một phiên mà thị trường hồi phục rất tích cực, mà nước ngoài tranh thủ họ chốt lời ra. Thì với cái tâm lý khi thị trường đang lên, nước ngoài họ bán ra để bán cổ phiếu với cái mức giá đắt đỏ cho nhà đầu tư trong nước mua vào những cổ phiếu mà nó đang tăng giá. Ví dụ như thằng Đất Xanh hôm nay nước ngoài bán rất là mạnh, STB hôm nay bán rất là mạnh, khiến cho cổ phiếu này nó giảm khá là mạnh ở trong phiên ngày hôm nay. Trong phiên ngày hôm nay, dòng tiền tập trung vào rất mạnh nhóm cổ phiếu bất động sản, và tiếp theo đó là nhóm dòng ngân hàng, rồi đến dòng thép, và sau đó thì mới đến dòng chứng khoán. Trong một thời gian rất dài, dòng tiền nó tập trung vào ba nhóm chính là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Thì ngày hôm nay là thép nó đã vượt chứng khoán, khi mà chứng khoán cả phiên ngày hôm nay nó chỉ được giao dịch với thanh khoản khoảng 45 triệu cổ phiếu thôi. Trong khi đó thì thép nó được giao dịch với thanh khoản khoảng 49 triệu cổ phiếu. Có những lúc những cổ phiếu như VND này, anh chị em chúng ta chứng kiến, có những phiên mà thanh khoản những cổ phiếu này nó đạt khoảng gần 45, gần 50 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Có nghĩa là nó bằng gần như là cả dòng này. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì dòng tiền lại chưa được mắt mà lắm.
với những cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán. Tuy là VND nó vẫn được giao dịch với thanh khoản là khoảng 17 triệu cổ phiếu và nó cũng bằng khoảng gần 1/3 số lượng cổ phiếu giao dịch của cả nhóm dòng chứng khoán. Tiếp theo đó thì có thể kể đến đó là thằng SSI, là những cổ phiếu mà có số lượng cổ phiếu lưu hành, có số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nó lớn. Còn lại các cổ phiếu khác ở dòng chứng khoán nó khá là ảm đạm. Ví dụ như những cổ phiếu như VCI, thanh khoản hôm nay có 3,6 triệu cổ phiếu, hay là HCM cũng có khoảng 3,1 triệu cổ phiếu, là những cổ phiếu nó đang còn đang khá là khỏe trên thị trường và cũng có thể một vài phiên tới sẽ có những cái cơ hội để anh chị em tham gia. Và phiên ngày hôm nay, chỉ số tham lam của nhà đầu tư trên thị trường cũng đã bắt đầu nhích lên trong một phiên mà thị trường hồi phục và tiến tới vùng 69 điểm. Thì ngày hôm qua khi mà thị trường nó chứng lại, nó giảm một chút ở cuối phiên, thì chỉ số tham lam này nó giảm xuống cái vùng 64 điểm. Thì trong phiên ngày hôm nay khi mà thị trường tăng trở lại thì cái chỉ số tham lam nó lại tiếp tục nó bật tăng, tiến tới tiếp cận vùng 70 điểm. Tuy là ở giai đoạn hiện tại, ở trong phiên ngày hôm nay thị trường nó hồi phục tích cực, nhưng mà hợp đồng phái sinh nó sẽ đáo hạn vào phiên ngày mai, ngày 16 tháng 2. Nên vẫn còn khá là nhiều cái sức e dè, khá là nhiều những cái tín hiệu nó chưa được rõ ràng trên thị trường. Nên thực ra là ở giai đoạn hiện tại, mình đã bảo anh chị em bán hết cổ phiếu và vẫn đang chờ thị trường nó tái tích lũy. Rồi lúc đó chúng ta tham gia mua lại, nó vẫn chưa muộn. Tuy là phiên ngày hôm nay mình có khuyến nghị mua một vài cổ phiếu, mua test rồi, nhưng anh chị em chưa nên mua quá nhiều, chưa nên full margin ở phiên ngày hôm nay, cũng như là có thể phiên ngày mai, ngày kia. Nếu như giả sử trường hợp thị trường nó tiếp tục nó rủi ro, chúng ta không bán kịp thì đem lại khá là nhiều sự hoang mang, mà tâm lý anh chị em lúc đó có thể sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Nếu như một vài hôm tới lỡ thị trường nó không may, nó quay đầu nó giảm mạnh, như là cái kịch bản mình view thị trường nó vẫn có trường hợp nó xảy ra, thì thị trường trong thời gian tới nó sẽ giảm về vùng 1.000 điểm. Còn nếu như mà một vài phiên tới thị trường nó tiến tới vùng giá 1.060, sau đó nó test lại một vài phiên về vùng 1.050 với mức thanh khoản nhỏ, rồi có một phiên thị trường nó bật tăng, anh chị em có thể mua ở nhịp sau test này của thị trường, nó an toàn hơn khá là nhiều so với giai đoạn hiện tại khi mà anh chị em mua sớm mà chưa rõ xu hướng của cổ phiếu nó sẽ đi về đâu, nó sẽ ra sao trong giai đoạn hiện tại anh chị em nhé. Cũng không loại trừ trường hợp giai đoạn hiện tại của thị trường nó giống như thời điểm đầu tháng 9, hồi mồng 9 tháng 9 hoặc là hồi 14 tháng 9 năm 2022. Thì nếu như mà cái kịch bản này nó xảy ra thì chúng ta cũng phải chuẩn bị để thoát ra khỏi thị trường, phòng ngừa những rủi ro nếu như mà thị trường trong một vài phiên tới nó tiếp tục có cái phiên nó giảm mạnh, gãy kênh mà các cổ phiếu nó dẫn đầu trên thị trường nó cũng không đứng vững được, thì anh chị em chúng ta cũng phải chú ý về cái rủi ro tiềm ẩn của thị trường nó đem lại. Chứ ai chẳng mong muốn thị trường nó hồi phục, ai chẳng mong muốn thị trường nó tăng, đúng không? Chứ làm gì có ai mà muốn thị trường nó sập cả, chả có ai cả. Bản thân mình vẫn đang giữ cổ phiếu, chứ không phải là mình đã bán hết. Hôm vừa rồi mình mới mua thêm vừa thằng KSB, trong phiên khi mà nó test lại đường giao găm 129 ngày này, thì mình cũng có mua thêm. Khi nó rút chân, nó vượt qua đường giao găm này, thì lúc đấy mình mới có cơ sở để mình mua. Cũng mua ít thôi, không mua được nhiều. Thì phiên hôm nay nó tăng rất là mừng, nhưng chúng ta cũng không loại trừ một cái khả năng, một cái trường hợp mà thị trường nó sẽ quay đầu nó giảm. Còn về cái kịch bản mà thị trường nó sẽ test lại quanh đường MA 50 ngày trong những phiên sắp tới mà sau đó bứt phá đi lên được, thì đây sẽ là cái cơ hội cho anh chị em trong thời gian tới. Còn thị trường thì nó vẫn chưa rõ những cái xu hướng. Tuy là phiên ngày hôm nay là một phiên phục hồi khá là mạnh, khá là tích cực, nhưng mà anh chị em cũng phải để ý đó là ngày hôm nay thì chỉ số VN Index nó chưa vượt qua được đường MA 50 ngày. Sau khi gặp vùng cản này thì nó có một dấu hiệu nó chững lại, và phải đến khoảng 5-10 phút cuối phiên cũng như là trong giờ ATC, thị trường nó mới được kéo lên để đóng cửa ở gần mức giá cao nhất trong phiên, như là cái mức giá đóng cửa ở vùng 1.048 điểm. Nên chúng ta cũng chưa có nhiều cơ sở để nhận định, để đánh giá về những cái tín hiệu xác nhận của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Sau đây thì mình sẽ đi vào phân tích một số nhóm ngành nghề mà vẫn đang được rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường quan tâm, đem về những khoản lợi nhuận
trong ngắn hạn, trong T cộng, trong thời gian vừa qua anh chị em nhé. Thứ nhất phải kể đến đó là dòng đầu tư công. Với những cổ phiếu như là thằng PLC thì anh chị em cũng thấy là những cổ phiếu này nó đã hình thành một cái mẫu hình ba đáy trong ngắn hạn. Đây là đáy thứ nhất và đây là đáy thứ hai và đây là đáy thứ ba, nó test lại đến 3 lần. Thì anh chị em chúng ta có mua phiên ngày hôm nay đối với thằng PLC, tuy nhiên chỉ nên mua test thôi nhé. Bởi vì sao? Vì cổ phiếu này sau một phiên tăng trần nó tiến tới ngay vùng cản kháng cự của chính nó. Thì nếu như mà một vài phiên tới nó test lại được vùng 27, anh chị em có thể canh lúc đó tham gia, mua vẫn chưa muộn đâu. Có thể chúng ta mua ở vùng EMA 20 ngày, ở vùng 26 thì ok, rất chúc mừng anh chị em. Còn nếu như đối với những anh chị em nào chưa mua được cổ phiếu này, anh chị có thể chờ một vài phiên tới khi thị trường cũng như là cổ phiếu, các cổ phiếu này nó test lại khi gặp vùng cản kháng cự, lúc đó anh chị em mua thoải mái, nó không hề muộn, mà lúc đó chúng ta có thêm những tín hiệu xác nhận mà mua càng an toàn hơn, đúng không? Ngoài ra thì còn có những cổ phiếu như HHV thì nó cũng vậy. Đối với cổ phiếu HHV thì trong phiên ngày hôm nay nó chính thức vượt qua cái đường xu hướng giảm giá trong thời gian vừa qua của chính nó. Sau những phiên mà nó test lại vùng 11.5 thì phiên ngày hôm nay nó có một phiên tăng trần rất tích cực. Tuy nhiên ở trên đầu cổ phiếu này thì nó vẫn đang gặp khá là nhiều vùng cản, mà có thể trong những phiên sắp tới nó sẽ cần một vài phiên để nó test lại, rồi sau đó nó mới đi lên được, tạo thành những phiên LPS trong mẫu hình đi lên theo phương pháp VNA mà mình có đào tạo anh chị em, anh chị nhá. Hay ngoài ra thì còn có cổ phiếu LCG, nó cũng vậy. Cổ phiếu này thì mình vẫn đánh giá trong thời gian vừa qua, nó là một trong những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và tính đến phiên ngày hôm nay, nó cũng chính thức vượt qua cái đường xu hướng theo cái mẫu hình tam giác đối xứng trong ngắn hạn. Thì cổ phiếu này nó cũng có một phiên nó bật tăng rất tích cực và tăng trần ở phiên ngày hôm nay, và cũng đem về những cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn cho rất nhiều anh chị em mà mua cổ phiếu này ở phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm kia. Có thể bán trước lời, nhưng mà ở phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu sau khi nó tăng trần nó cũng chưa vượt qua được cái vùng cản kháng cự là ngày mùng 1 tháng 2. Và phiên giảm trước đó nó bao gồm hai phiên thanh khoản khá là lớn, nên có thể một vài phiên tới nếu như cổ phiếu này nó test lại thành công, lúc đó anh chị em có thể canh để mua. Đối với những anh chị em mà chưa mua được cổ phiếu LCG hay như một số cổ phiếu thuộc dòng đầu tư công, ngoài ra thì có cả thằng cổ phiếu KSB, nó cũng vậy. Sau khi nó hình thành cái mẫu hình hai đáy này, đây chính là đáy thứ nhất này, thì đây là đáy thứ hai này, thì nên đây là cái cơ sở để hôm đấy mình có mua test một ít đối với thằng KSB, chứ không mua được nhiều. Phiên ngày hôm qua thì cũng sợ thị trường nó rủi ro nên không mua thằng này nữa. Nên đến thời điểm hiện tại, tuy là cổ phiếu này nó tăng trần, nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy là nó đang gặp những vùng cản kháng cự ở trên đầu, nên rất có thể trong một vài phiên tới, sau phiên đáo hạn phái sinh ngày mai, nếu như thị trường nó vẫn đứng vững và vẫn trụ vững ở quanh vùng 1045 đến vùng 1055 thì chúng ta có thể xem xét để đầu tư trong tuần tới, khi mà những cổ phiếu này nó có thêm những tín hiệu xác nhận hơn thì lúc đó anh chị em giải ngân đầu tư sẽ khá là an toàn và cơ hội nó sẽ rõ rệt hơn anh chị em nhé. Đấy là đối với những cổ phiếu thuộc dòng đầu tư công. Nên thực ra là cơ hội dành cho anh chị em nó vẫn chưa hết đâu anh chị em nhé. Quan trọng là sau phiên ngày mai thị trường nó có đứng vững được hay không, hay là lại là những phiên trả điểm hậu đáo hạn phái sinh, thì mình chỉ lo sợ điều đấy nó xảy ra thì lại đem đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư anh chị em nhé. Bước sang phân tích nhóm cổ phiếu dầu khí với những cổ phiếu như PVD. Thực ra là mình có mua cổ phiếu này ở phiên này này. Đâu rồi? Ở phiên này này. Mình mua 18.8, 18.9. Nhưng mà bán mất ở phiên này. Hiện tại vẫn chưa mua lại được đâu. Bán mất ở phiên ngày 10 tháng 2 này. Cũng sợ thị trường vì lúc đấy thị trường giảm mạnh mà. Nên cũng không cầm được. Thì đến thời điểm hiện tại, tuy cổ phiếu này hôm nay nó tăng 2,67 điểm, nhưng mà hiện tại anh chị em có thể thấy nó đang gặp vùng cản kháng cự khá là mạnh, mà lượng cầu tham gia chưa đủ lớn để kéo những cổ phiếu này vượt qua vùng đỉnh. Nên rất có thể trong thời gian tới, trong giai đoạn thị trường nó rủi ro, thì có thể thằng PVD nó sẽ test về quanh vùng 20.5. Thì lúc đó mình sẽ bảo anh chị em để anh chị em có thể ngắm nghía để mua, để đem về kỳ vọng, đem về những khoản lợi nhuận trong tương lai anh chị em nhé. Hoàn toàn có thể thời gian tới thằng PVD
nó sẽ test về 20.5, 20.6 ở quanh vùng EMA 20 ngày. Thì nếu như mà cái kịch bản này nó xảy ra thì mình sẽ khuyến nghị anh chị em mua sau. Còn bao giờ nó xảy ra thì mình sẽ chú ý hàng ngày để có thể săn lùng những cổ phiếu này để gửi đến những anh chị em, đặc biệt những anh chị em trong Zoom khách hàng. Nên anh chị em nào mà chưa tham gia Zoom khách hàng của em thì có thể inbox cho em để tham gia, nhanh chóng tham gia vào Zoom khách hàng. Để khi có cơ hội em sẽ gửi đến anh chị em và đưa anh chị em những kịch bản, những kế hoạch đầu tư với kỳ vọng đem về những khoản lợi nhuận và đầu tư hiệu quả anh chị em nhé. Thì đối với những cổ phiếu như PVD hiện tại thì nó vẫn đang gặp vùng cản kháng cự khá là mạnh. Chúng ta cũng không loại trừ việc thời gian tới cổ phiếu này nó sẽ tiến về cái vùng mây Ichimoku, cái vùng mây khá là lớn ở đây. Nên nếu như mà cái kịch bản này nó xảy ra thì có thể thằng PVD nó sẽ tiến về, nó sẽ giảm về vùng 20.2, 20.3 trong những phiên sắp tới. Nên ở thời điểm hiện tại mình sẽ không bảo anh chị em mua đuổi bằng mọi giá những cổ phiếu này, mà khi có cơ hội, khi có những tín hiệu nó sắc nét, nó rõ rệt thì lúc đó mình mới gửi anh chị em để anh chị em có thể tham gia. Còn như phiên ngày hôm nay thì thằng PVD sau khi nó đã chạm cái biên trên của đường Bollinger 20 ngày thì nó cũng không giữ được cái mức giá cao nhất, và đặc biệt nó chạm vùng cản khá là lớn ở những phiên ngày 27 tháng 1, ngày 28 tháng 1, nên nó chưa vượt qua được cái ngưỡng cản này. Nên chúng ta cũng cần chú ý những cổ phiếu như PVD hay kể cả những cổ phiếu như PVS trong thời gian tới. Xem là thời gian tới nó có test lại hay không, nó có tiếp tục nó xây được một cái nền giá hay không. Thế là những phiên nó kéo dướn đi lên nhưng mà nó có cái độ dốc và chúng ta cũng rất khó mua ở thời điểm hiện tại. Hôm trước tuy là mình mua được giá đẹp, giá rất đẹp luôn, 23.1, nhưng mà cũng không giữ được và cũng bán ở phiên ngày mùng 10 tháng 2. Mà hôm đấy thì mình cũng có bảo anh chị em là hôm đấy mình bán rồi, mà đến hôm nay bán tuy nhiên thành bán chân sóng, bán khi cổ phiếu nó chưa tăng, cũng khá là tiếc. Nên mình cũng đang tìm kiếm cái thời điểm để tham gia mua lại những cổ phiếu như PVD hay là PVS. Ngoài ra ở dòng dầu khí thì còn có cả cổ phiếu BSR. Đối với cổ phiếu BSR thì nhìn chung nó yếu hơn so với những cổ phiếu như PVD và PVS. Nên anh chị em mà chưa mua dòng cổ phiếu dầu khí thì nên tập trung ưu tiên vào các cổ phiếu như PVD, PVS hơn là thằng BSR. Thì nhìn chung thằng BSR mỗi khi nó điên thì cũng rất là điên, nhưng mà khi mà nó tích lũy chúng ta không biết bao giờ nó tăng luôn, mà có thể phải cầm cổ phiếu rất là lâu, nên gây ra những cái tình trạng khá là chán nản khi mà tham gia đầu tư những cổ phiếu này. Ngoài ra ở dòng này thì còn có những cổ phiếu như PVC, nhưng mà nhìn chung ở giai đoạn này thằng PVC nó yếu hơn thằng PVS và PVD nên mình không ưu tiên bằng thôi. Nên anh chị em có tập trung thì nên ưu tiên thằng PVD là 1, thằng PVS là 2. Hay có thể quan tâm đến cả thằng OI cũng được. Hay ngoài ra thì có thằng PLX thì cũng có thể theo dõi, xem xét. Nhưng mà PLX thì hôm nay nó chạy mất rồi. Anh chị em có mua phiên hôm nay thì còn mua được, hoặc một vài phiên tới nếu như nó test lại, nó tiếp tục nó test lại quanh đường EMA9 ngày ấy, thì lúc đó anh chị em tham gia. Thì anh chị em chú ý một số cổ phiếu mà mình vừa phân tích, còn lại các cổ phiếu khác thì nó khá là yếu anh chị em nhé. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích, mình sẽ gửi đến anh chị em đó là nhóm dòng cổ phiếu thép. Thì anh chị em thấy là những cổ phiếu như HSG nó đang có cái mẫu hình nó khá là giống thằng PVD. Đối với thằng HSG này, anh chị em thấy hai cái mẫu hình nó tương tự giống nhau luôn, mà cả hai cổ phiếu này nó đều đang gặp vùng cản kháng cự. Rất có thể một vài phiên tới trong giai đoạn thị trường nó rung lắc thì có thể những cổ phiếu này nó sẽ quay về đây để nó test lại. Nên một vài phiên tới mà những cổ phiếu như HSG mà nó giảm mạnh về vùng 14.5, sau đó ở cuối phiên nó chỉ cần nó rút chân đi lên, anh chị em có thể canh để mua thằng HSG. Thì kịch bản thằng PVD nó cũng vậy, khi mà những cổ phiếu này nhìn chung nó đã có một cái xu hướng đi lên rồi, không loại trừ phiên ngày mai ngày kia nó tiếp tục nó tăng mạnh. Nhưng mà nếu như mà tăng mạnh thì chúng ta gần như chúng ta lỡ cơ hội luôn, chúng ta chỉ chờ được cái cơ hội nó quay lại để nó test lại để đón chúng ta lên tàu thôi. Còn những cổ phiếu này mà nó chạy luôn thì khả năng nó chạy không xa đâu anh chị em nhé, khi mà cái nền giá tái tích lũy của nó gần rất là ngắn. Nên mình thì mình vẫn đang kỳ vọng những cổ phiếu như HSG, như thằng PVD ở dòng dầu khí, hay kể những cổ phiếu như Hoa Sen hay là Nam Kim ở dòng thép thì có khả năng nó sẽ test lại. Ở dòng thép
thì thằng Hoa Sen nó vẫn đang là cổ phiếu khỏe nhất dòng. Còn lại các cổ phiếu phía sau như là Nam Kim, như là Hòa Phát thì nó lại yếu hơn. Hòa Phát nhịp này nó còn khỏe hơn cả thằng Nam Kim cơ. Còn thằng Nam Kim thì nó kênh dưới quá. Hiện tại thì nó vẫn đang cách cái vùng đỉnh này khoảng 13% cơ. Trong khi đó thì thằng Hoa Sen nó gần như là nó quay trở lại cái vùng đỉnh cũ. Nó chỉ cách khoảng vùng đỉnh cũ khoảng 2-3% thôi. Và nó đang gặp luôn cái vùng đỉnh cũ. Và nó đang gặp cái phiên cản kháng cự là ngày mùng 1 tháng 2 rất là mạnh. Nó cần phải vượt qua được cái thanh khoản phiên ngày mùng 1 tháng 2. Thì lúc đó chúng ta mới có cơ sở để tham gia đầu tư. Cũng không loại trừ thời gian tới cổ phiếu này nó sẽ xây một cái nền giá quanh đây, sau đó nó mới đi lên. Anh chị em nhé, mình sẽ để nguyên cái kịch bản này xem thời gian tới nó có xây được một cái nền giá như này hay không. Nếu như mà xây được một cái nền giá như này, giống như những cổ phiếu như VND ở giai đoạn này này, anh chị em này, thì ôi dồi ôi, rất là đẹp luôn. Và ở thời điểm hiện tại này, nó cũng đang khá là giống những phiên này này, thì nó cũng khá là giống HSG hay là PVD ở thời điểm hiện tại. Hay kể cả những cổ phiếu như là thằng LCG hay là HHV hay KSB. KSB thì nó đang ở đoạn dưới này này. Còn đối với những cổ phiếu như LCG, như thằng PVD, như HSG thì hiện tại nó đang khá là giống ở những giai đoạn đầu tháng cuối tháng 7 năm 2021. Thì cũng không loại trừ trường hợp những cổ phiếu như Hoa Sen, như Nam Kim nó giống ở giai đoạn này. Còn thằng Hoa Sen thì giống như những phiên ở trên này hơn. Nên chúng ta cũng không loại trừ trường hợp thời gian tới những cổ phiếu này nó sẽ có một vài phiên nó tăng mạnh và nó tiếp tục nó xây một cái nền giá mất khoảng vài tháng ở trên này, rồi nó mới tiếp tục nó bước vào một cái nhịp nó chạy. Nên quan trọng là giai đoạn này chúng ta chờ thôi. Bao giờ có tín hiệu tham gia thì lúc đó anh chị em canh để lên tàu anh chị em nhé. Còn đối với những cổ phiếu như thằng PVD ấy, thì có thể khả năng nó giống những phiên này này, giống những phiên như 27 tháng 7 năm 2021 này, và nó cũng test lại ba đáy. Đây là đáy lần thứ nhất này, đây là đáy lần thứ hai này, và đây là đáy lần thứ ba. Thì những cổ phiếu như thằng PLC ấy, thì có khả năng nó giống như ngày mùng 3 tháng 8 năm 2021. Thì sau những cái nhịp nó tăng mạnh này thì khả năng nó sẽ đi ngang một thời gian ở đây anh chị em nhé. Nên quan trọng thời gian tới cơ hội nó có sắc nét hay không, nó có đem lại cơ hội để chúng ta tham gia, chúng ta lên tàu hay không anh chị em nhé. Còn đối với nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán hiện tại thì những cổ phiếu như VND nó vừa mới test lại cái đáy ở hồi cuối tháng 12 xong. Trong cái nhịp test đáy ở ngày 13 tháng 2 thì đến hôm nay nó cũng đã là phiên phục hồi thứ 3 của cổ phiếu này rồi. Cũng không loại trừ thời gian tới nó sẽ cần một vài phiên để nó test lại đáy. Nếu như thị trường nó xảy ra cái nhịp rung lắc sau phiên đáo hạn phái sinh thì sau cái nhịp test đáy này chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tham gia lên tàu anh chị em nhé. Hay những cổ phiếu như SSI thì nó cũng không khác gì những cổ phiếu như VND đâu. Nhưng nhìn chung thì những cổ phiếu này nó vẫn đang cách khá xa vùng đỉnh cũ ngắn hạn của nó. Nên chúng ta cũng cần phải lưu ý trong thời gian tới. Hay kể cả những cổ phiếu như VCI thì nó cũng vậy. Phiên ngày hôm nay cổ phiếu VCI nó gặp vùng cản ở đường MA 50 ngày, nó chưa vượt qua được. Và nó cũng đang gặp cản ở đường EMA 10 ngày, EMA 9 ngày, nó cũng chưa vượt qua được. Nên chúng ta cũng cần phải lưu ý trong thời gian sắp tới, xem thời gian tới nó có test lại vùng đáy này, test lại cái vùng mây Ichimoku và nó đứng vững trên vùng mây hay không. Thì lúc đó khi nó test lại thì chúng ta có cơ hội để chúng ta tham gia. Còn hiện tại những tín hiệu nó vẫn chưa được rõ ràng, nên mình chưa đưa ra khuyến nghị, chưa gửi đến anh chị em quá nhiều. Hôm nay thì mình cũng gửi đến anh chị em mua sớm thằng cổ phiếu PC1 khi nó cũng đang xây được một cái nền giá trong ngắn hạn và nó đang gặp vùng cản kháng cự là đường giao găm 129 ngày. Nó đứng vững được ở đường giao găm này và nó bật tăng, thì hôm nay mình có khuyến nghị anh chị em mua nhẹ, mua test trước đối với thằng PC1. Còn lại các cổ phiếu khác thì nhìn chung nó chưa đủ tín hiệu được anh chị em nhé. Nên quan trọng trong thời gian tới chúng ta cần thấy những tín hiệu từ thị trường, liệu sau phiên đáo hạn phái sinh ngày mai thị trường nó có sập hay không, hay là nó sẽ hồi phục lên vùng 1050-1060, sau đó nó test lại khoảng 2-3 phiên, và sau thời điểm test lại cổ phiếu nào nó còn đứng vững, nó test đẹp, test thành công, lúc đó sẽ có nhiều tín hiệu để anh chị em tham gia lên tàu và đem về những khoản lợi nhuận, có thể là trong tuần tới anh chị em nhé. Quan trọng giai đoạn này những phiên này chúng ta phải chờ,
đừng nóng vội, đừng FOMO, chả lỡ nếu như mà rủi ro anh chị em không chạy kịp thì rất là hoang mang và chán nản cái thị trường chứng khoán này anh chị em nhé. Anh chị em nhớ inbox cho em để tham gia vào Zoom khách hàng của em để chúng ta cùng đồng hành và đem về những khoản lợi nhuận và tránh rủi ro khi thị trường nó biến động trong tương lai anh chị em nhé. Nếu như anh chị em thấy video hữu ích thì vui lòng like, comment và subscribe kênh để ủng hộ em anh chị em nhé.